Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi ngang qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m cho đến 5.000m nên đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Riêng tại khu vực Đồng bằng, Trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày mai sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to cho đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài cho đến ngày 23 tháng 8. Còn riêng tại thủ đô Hà Nội, đêm nay và ngày mai sẽ có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to và dông. Ngày mai do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây nên hiệu ứng phơn, thế nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng là còn kéo dài từ 5 cho đến 6 ngày tới. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có trên 1.100 hộ đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều tháng qua, bà con phải mua nước từ các xe bán gạo với giá 60.000 đồng một khối. Đợt nắng nóng gay gắt từ nửa đầu tháng 8 đến nay đã khiến cho nước ngầm ngày càng khô kiệt. Dự báo vài ngày tới đây, ngay cả khi có tiền, thì người dân cũng không còn nước để mà mua. Hôm nay nhà nước đã đầu tư dưới như kia chứ mà giờ vẫn khô rồi, ít nước lắm. Để yêu cầu là sẽ quyện rồi tạo điều kiện theo đỡ có nước khói, nước ống ở gì cho bà con sử dụng. Huyện Tuy An có số hộ thiếu nước lớn nhất tỉnh Phú Yên với hơn 4.000 hộ, chiếm nửa số hộ thiếu nước toàn tỉnh này. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đưa nước sinh hoạt về vùng hạn, từ ngày 15 tháng 8, từng mét khối nước được vận chuyển bằng xe bồn đã được đưa về tận nhà dân, giúp giải cơn khát cho hàng trăm hộ dân khó khăn. Mong đợi nghĩa là nhà nước là hỗ trợ thêm nhiều hơn nữa. Chứ từ đây là chắc nắng cơ lễ chứ dài mãi mãi không phải chuyện mưa đâu. Việc giải quyết nước sạch cấp thiết trong thời gian này là cần thiết. Thì xã An Cư đã chủ động là ứng ngân sách và xây dựng phương án để cấp nước cho một số hộ có điều kiện khó khăn về kinh tế về trước mắt. Về mặt lâu dài cũng rất mong là tỉnh sớm triển khai kịp thời cấp nước cho người dân ở xã An Cư để đảm bảo các nước sinh hoạt trong mùa nắng hạn này. Để cấp đủ nước cho hơn 4.000 hộ theo định mức 16 lít một nhân khẩu, mỗi ngày huyện Tuy An phải vận chuyển khoảng 260 mét khối đến các thôn. Phương án đưa ra là dùng xe bồn của công ty cổ phần môi trường đô thị Phú Yên với tần suất 32 chuyến một ngày trong thời gian 15 ngày. Vài năm trở lại đây, những người dân sống quanh hồ thủy lợi Tà Thiết ngày ngày bị tra tấn bởi không chỉ mùi hôi của không khí mà còn của thứ mùi khó chịu bốc lên từ chính hồ nước vốn rất trong lành trước đây. Những hộ làm nông thì không dám sử dụng nước hồ để tưới cây vì nước có thể làm chết cây và gieo mầm bệnh cho cây trồng. Nước đập đây lúc nào nó cũng xanh lè xanh lét vậy hả? Mà tới mùa ấy lên là nó hôi thối, đi ngang đập nó vẫn thối à? Vẫn thối mùi phân heo đó. Còn đây là con suối đang âm thầm chảy dòng nước đen vào hồ. Điểm bắt đầu của nó là từ trại heo Đức Tài ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, cách đó khoảng 3 km. Những dòng nước như thế này đang trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước, phá hủy hệ sinh thái, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nước sạch trong sinh hoạt. Tôi là người trực tiếp gửi các cái công văn về cho các cái trại heo đóng trên địa bàn. Thì nói chung là nội dung của công văn là
cái hồ Tà Thiết là nguồn nước là để cung cấp cho cây nông nghiệp và lúa, và đồng thời là vận hành cái nhà máy nước sạch, là các trại heo đã xả thải ra làm gây ô nhiễm nguồn nước. Bên công ty yêu cầu khắc phục, trả lại tình trạng cũ, không xả ra môi trường đập nữa. Nhưng mà gửi cho các trại heo thì không thấy phản hồi gì hết. Hiện nay trên địa bàn hai xã Lộc Thịnh và Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có khoảng 10 trang trại chăn nuôi lợn có quy mô khác nhau. Trong đó có hai trang trại có tác động trực tiếp đến nguồn nước của hồ thủy lợi Tà Thiết. Vì vậy, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với những trường hợp vi phạm, phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.